biệt, bởi vì nó đặc biệt ở ngay cái đầu tiên. Một cái lời chào rất là đặc biệt và rất là hùng hồn. Ok, hôm nay tôi sẽ làm một clip rất là đặc biệt. Rất đặc biệt luôn, okay? Rất là đặc biệt. Nó không bình thường và tầm thường. Bởi vì hôm nay là một clip rất là đặc biệt. Hôm nay tôi sẽ ngồi đây tâm sự tất cả các bạn, sẽ trả lời câu hỏi của tất cả những bạn mà đang hỏi tôi, các bạn đang quan tâm tôi, ok? Tôi okay, nói chậm rồi. Tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi các bạn đang hỏi tôi. Và tôi sẽ tâm sự các bạn một cái vấn đề mà tôi cảm thấy nên tâm sự. Và tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn như cái tiêu đề clip. Bởi vì rất là nhiều bạn hỏi tôi là làm sao có thể tán được gái đấy, làm sao để có thể có người yêu xinh, người yêu đẹp. Có rất là nhiều câu hỏi và xoay quanh vấn đề tình yêu và vấn đề bạn gái, cũng như là vấn đề ok, thì hôm nay tôi sẽ trả lời tất cả các bạn. Đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn làm sao chúng ta có thể cưa được một cô gái xinh hay xấu, có tiền hay không có tiền, cưa được hết. Ok, chỉ cần các bạn, nói chung là các bạn bình thường, bởi vì những cái bạn nào mà xấu thì những kiểu là răng bẩu hay là mồm, kiểu nói chung là những cái vấn đề xấu đẹp không quan trọng ở trong đây. Xấu cũng có thể tán được gái xinh, ok. Mặt đẹp thì cũng có thể tán được gái xấu, ok. Đấy, xấu đẹp tán nhau thoải mái, lẫn lộn hết. Bây giờ tôi ví dụ điển hình, ví dụ là một cái thằng xấu trai có thể tán được một cô gái rất là xinh. Thế làm sao có thể tán được? Thì ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ các bạn. Cái chia sẻ của tôi là nó rất là quan trọng, các bạn để ý kỹ nhé. Một là các bạn vào visiongroup.top để theo dõi hoặc là để tham khảo. Hai là các bạn có thể nghe tôi, ok. Tôi sẽ tư vấn các bạn. Đấy, có hai cách. Một là vào visiongroup.top để xem. Hai là nghe tôi chém gió. À không phải chém gió, tôi nói rất là thật. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đầu tiên. Cách đầu tiên để tán được một cô gái. Không cần tán luôn. Tôi bỏ qua cái bước tán luôn. Các bạn chỉ cần ra, các bạn nhìn thấy cá xinh, các bạn phập luôn. Phập là như là các bạn lao vào, các bạn làm như này thôi nhé. Các bạn chỉ lao vào, các bạn làm như này. Làm như này, ok. Em gái ơi. Dạ. Ui dồi, xinh thế nè. Em hỏi nhé, em có người yêu chưa? Em chưa. Chưa. Em làm người yêu nhé. Yêu cái mả bố nhà mày. Ui dồi ôi. Ui cái mả bố nhà tôi bây giờ mới tìm thấy con mả bố. Ui dồi mả bố. Mả bố. Đấy, các bạn chỉ cần ra, các bạn hét vào mặt cô ta rằng: em, anh yêu em. Khi mà người ta bảo bạn điên, không quan tâm, ok. Mà cái cô gái vừa nãy tôi test thử ấy, là cô ta bảo yêu cái mả bố nhà anh, là tôi chớp thời cơ, tôi chớp nhoáng cái cơ hội của tôi, tôi lao vào ấy luôn, ok. Kiểu đấy, ok, các bạn chỉ cần áp dụng thế thôi. Người ta chửi các bạn điên, các bạn lao vào, các bạn ờ tôi điên đấy. Đấy, kiểu đấy, tôi điên, tôi thế, đúng không? Ok, đấy là cách đầu tiên. Cách thứ hai, các bạn tán gái, các bạn không mất tiền. Mà bây giờ gái đa số là người ta cần tiền, người ta cần vật chất, người ta không cần đẹp trai. Mà em thì em là rất đẹp trai nhưng mà em không có tiền. Thế nên vấn đề cho những bạn đẹp trai, các bạn không cần mất tiền, ok. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách duy nhất. Các bạn chỉ cần 1.000 nó cũng được, 500 cũng được, 500 đồng, 1.000 đồng chứ không phải 1.000 USD đâu. Các bạn chỉ cần 1.000 Việt Nam đồng hoặc 500 Việt Nam đồng, các bạn có thể tán được một cô gái rất là xinh, không cần phải là nhà nhắn tin nhiều, ok. Thì cái đối tượng các bạn cần tán thì các bạn chỉ cần ra, các bạn mua một cái kẹo mút hoặc là một cái gói bim bim, bạn đưa ra kiếm đại em nào mẫu giáo lớp 1, lớp 2, các bạn vào các bạn phập đưa cho em cái đây, nó tán được không, cần gì phải mất nhiều tiền gì. Tôi ngày xưa tôi chơi trò đấy xin nữa đi tù ấy. Ok, và thôi rồi, tất cả là đùa thôi, đùa anh em thôi, chứ là hôm nay thì chủ yếu video này tôi muốn giới thiệu các bạn cái trang visiongroup.top, một cái trang mà chuyên về hướng dẫn tán gái online offline, có thể là liên quan đến thất tình. Những bạn nào thất tình cần tư vấn có thể vào trang visiongroup.top để có thể đăng ký thành viên cũng như là theo dõi để có thể tham gia cái khóa tán gái cơ bản nâng cao chuyên nghiệp, ok. Đấy, các bạn chỉ cần vào visiongroup.top đăng ký thành viên hoặc là vào cái channel này để xem cái video liên quan đến học cách tán gái, hoặc các bạn có thể tán gái như tôi mà hướng dẫn, chỉ cần ra chốt vào mặt làm yêu anh được không. Nếu mà bạn đẹp trai, bạn tự tin nhé, bạn chỉ cần ra mặt chốt phát cô gái thích bạn, cô gái sẽ đồng ý luôn, ok. Như tôi này, đẹp trai nhất mình bắc bộ luôn, này không ông nào đẹp trai bằng tôi đấy, phải tự tin này. Mặc dù là xấu trai cũng phải tự tin đẹp trai. Đấy, đẹp trai không bằng trai mặt, ok. Các bạn sẽ thực hiện theo hai cách là tán gái lớp 1, lớp 2 hoặc là mẫu giáo, hoặc là các bạn ra phòng luôn vào mặt người ta câu làm người yêu anh nhá, người ta đồng ý hay không thì đấy là việc của người ta, cứ ra một phát, không việc gì phải ngại ngần.
chính cái ngại ngần mà làm những cái mà các bạn không có người yêu. Bởi vì nếu các bạn không tán họ, các bạn không phang họ ngay thì người ta sẽ có thằng khác nó phập nó phang ngay đấy. Nên kiểu nó lại như thế, ok. Thì nói chung là đơn giản nó lại như thế thôi. Và tôi hy vọng tất cả bạn hãy ủng hộ video này của tôi bằng cách ấn subscribe hoặc là truy cập vào trang Vision Group chúng tôi để theo dõi những cái cách đàn gái hành nhất, ok. Tôi chỉ biết nói thế thôi, hôm nay là một clip tôi cảm thấy nó rất là... nói chung nó rất là... Ok, tôi không điên, không dại nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn, bye bye. Ok, trước khi kết thúc cái video này, tôi sẽ cho các bạn xem cái phần setup biến thượng từ đàn ông thành đàn bà, từ đàn bà thành đàn ông, áo không, từ đàn ông thành con gái, ok. Hiện tại nó đang làm cái thằng BD rồi, thằng này BD từ bé rồi, ok. Giờ sẽ cho chúng một lần được tỏa sáng nữ thành đàn bà. BD từ bé rồi anh. Tôi không cần biết, giờ trang điểm đây, đấy. Trang điểm đây anh quay, ok. Nau mặt, nau môi đây, trang điểm biến thành con gái đây. Đây, tôi đã chuẩn bị cho nó bộ tóc giả, ok. Bây giờ chú đội vào đây. Cái này có nghĩa là xem trên mạng có thế là ông hiểu giả anh BD. Bây giờ mình thử. Quay mặt em nào. Dạ, đẹp. Quay mặt đây, xem nhìn xinh gái em cua này. Nhanh lên. Úi giời, nhìn phát gất luôn, các bạn hiểu, thằng này ra đường chỉ cần ngất. Chỉ cần nhìn phát là ngất, ok. Ok, tôi đã trang điểm xong cái mồm, cái mỏ trong quà này đấy, nhìn rất là đàn bà. Đây là đẹp trai, áo bên nhà mình đẹp gái, rất là baby ấy. Đáng yêu đấy, ok. Chú mặc cái bộ này không khớp đâu, mặc cái áo vào cho anh. Đấy, đây là quần áo của em, tôi đã chuẩn bị nó để nó thực hiện cái tiết mục đóng phim. Nhưng mà mặc chưa được rồi. Tôi không cần biết đâu, cứ mặc vào, cởi cái áo cái đã. Từ á, trước khi gửi anh ở tóc màn hình. Không, cứ tại cởi vì, tại vì nhìn hồ sơ nghe mình kinh một sự. Không, ông cứ cởi cái áo ra. Ừ, thế rồi, thôi, bây giờ cái cảnh này tôi sẽ cắt video, ok? Chưa, cắt cái đi. Cái đi, gửi đi. Ông này, ông quay mất hàng của tôi. Ok, đấy, rồi. Được qua đây nào. Quay đây xem nào. Bỏ cái áo xuống. Bỏ cái áo kia ra. Đấy. Đấy, nhìn rất là xinh gái, tôi đọc thấp vào cái bụng. Đấy, rất xinh gái. Chưa. Ra đây. Ra đây. Để anh xem cái bản mặt này. Giống dâm cô nương à. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn nữ. Những cái bạn mà kiểu như là cái này nó bé thì các bạn có thể dùng đến một chất liệu để các bạn độ ngực để có thể to hơn bình thường. Không cần phải dùng đến silicone hay phẫu thuật thẩm mỹ đơn giản thì các bạn chỉ cần ok. Cô. Cái này đấy. Đấy. Thì cần đây, đây cho các bạn xem luôn. Đây gọi là vải cuốn băng dính đội mà tuy nó hơi vuông vuông tí thôi nhưng mà không sao. Anh đấy, ngực sẽ to hơn bình thường rất là nhiều. Đến to kệ cho rồi lắm nhiều. Cái này có áo nữa hả? Cái này có áo. Quay đây nào, quay quay đây nhìn nào. Nhìn xem nhé, đấy. Đánh cáo lăng. Quân vào đây, em ơi. Em ơi, quay vào đây. Em ơi. Quay đây em ơi. Em. Quay đây. Dạ. Quay đây. Quay mặt đây nào. Quay đi. Người nó xem nữa. Quay mặt đây. Em ơi. Nhìn em xinh thế. Em xinh thật ý. Em nào người yêu anh được không? Yêu cái mạo đồ với mày. Buồn cười lắm, ok, quay lại bắt đầu. Tiếp, đứng bong mông ra nào. Rồi bắt đầu, bong mông
Công an đấy. Rồi, bắt đầu. Em ơi. Hả? Úi xưa, cái Xinh này. Này, em có người yêu chưa? Em chưa. Để em làm người yêu anh nhá. Yêu yêu cái mảng bố cái mày. Buồn cười quá đi. Rồi, lại. Bắt lại, nghiêm túc, ok, bắt đầu. Mày nói sao mà tiếp. Rồi, bắt đầu tiếp. Em gái ơi. Dạ. Ui dồi ôi, Xinh thế nào. Em hỏi em có người yêu chưa? Em chưa. Chưa. Em là em người yêu anh nhé. Yêu cái mả bố nhà mày. Ôi dồi ôi. Ui cái mả bố nhà tôi bây giờ mới tìm thấy ôi mả bố. Ôi dồi mả bố. Mả bố. Mả bố đang